Diễn đàn Kinh tế Xanh năm 2022 thích ứng và phát triển hậu đại dịch do tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức sáng ngày 22 tháng 4 đã gợi mở ra nhiều hướng đi mới về chiến lược phát triển kinh tế xanh trong bối cảnh nền kinh tế đang tìm cách thích ứng với COVID-19 và có kế hoạch tái cấu trúc để phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia cho rằng ảnh hưởng của COVID-19 đã giúp doanh nghiệp có cơ hội tái cấu trúc lại nền kinh tế và tìm được các cơ hội mới. Tuy nhiên, việc thay đổi về nhận thức của doanh nghiệp về sản xuất xanh chính là điểm mấu chốt nếu muốn chuyển biến và phát triển kinh tế xanh. Mặt khác, việc nhận được hỗ trợ nguồn lực và vốn từ chính sách nhà nước sẽ giúp doanh nghiệp mạnh dạn và định hình rõ hơn hướng đi của họ trong quá trình chuyển mình với nền kinh tế xanh. Trong phiên thảo luận thứ nhất, các ý kiến cho rằng doanh nghiệp cần phải xác định được giá trị cốt lõi của mình cũng như lựa chọn được giải pháp, phương án phát triển phù hợp với xu thế trong tương lai xa thay vì chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt. Theo ông Sam Walsh, Phó Tổng lãnh sự Vương quốc Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh, kinh tế xanh đang trở thành con đường cho doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you at the Green Economy Forum this morning, covering the theme post-pandemic adaptation and development held by the Saigon Times Group. Today's important event covers two key aspects of a green economy: green production and green consumption. It's great to see such a specific focus on these vital topics, which will be central to Vietnam's decarbonisation roadmap at both the central and provincial level. Ensuring that Vietnam's factories meet international standards via investment into technologies for manufacturing, waste treatment and energy will be vital for Vietnam to maintain its competitiveness as a global manufacturing hub. Bên cạnh đó, những câu chuyện thực tế về việc các doanh nghiệp chuyển hướng sang sản xuất xanh ra sao, những vấn đề họ gặp phải và những thách thức doanh nghiệp phải đương đầu khi lựa chọn để thay đổi cũng như được phân tích kỹ càng hơn trong phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Sản xuất xanh, lựa chọn để thay đổi. Trong phiên thảo luận cuối với chủ đề Sống xanh, tiêu dùng xanh, các chuyên gia cho rằng dù những chính sách hỗ trợ về đất đai, vốn, miễn giảm thuế, phí về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp khi sản xuất kinh doanh những sản phẩm dịch vụ xanh, những ưu đãi cần phải được thúc đẩy và mở rộng hơn để tạo động lực cho doanh nghiệp. Thì trong tháng 4 vừa rồi thì NF Blue Scope Việt Nam đã ký kết, NF Blue Scope LightSap Việt Nam đã ký kết với GSB để chung tay cùng nhau xây dựng cái mô hình là Net Zero Energy. Trước khi mà đạt được Net Zero Carbon hoặc là Carbon Neutrality, trung hòa về carbon, thì chúng ta phải đi từng bước. Bước đầu tiên là Net Zero Energy, rồi sau đó chúng ta mới có thể đạt được là Net Zero Carbon. Thì NF Blue Scope Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực này, hy vọng là sẽ tiếp tục lan tỏa tới cộng đồng về việc giảm thiểu cũng như là phòng chống biến đổi khí hậu. Ra công trình xanh thì NF Blue Scope Việt Nam đã xoay quanh câu chuyện này từ năm 2015, chứ không, đây không phải là một câu chuyện mới. Nhưng đến thời điểm này thì thật sự NF Blue Scope Việt Nam muốn khẳng định lại một lần nữa vai trò dẫn đầu trên thị trường, đặc biệt là đối với những công trình xanh và đối với những sản phẩm dân dụng, cũng như là sản phẩm trong dự án, đó là đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp là Clean Carbon. Thì sản phẩm này có thể đóng góp điểm số rất là đáng kể cho những công trình xanh, và đặc biệt chỉ số SRI, tức là chỉ số phản xạ nhiệt của sản phẩm này, đây sẽ là một trong những cái điểm rất là khác biệt, tạo ra sự khác biệt với một khoảng cách rất là lớn đối với các dòng sản phẩm còn lại đối với thị trường Việt Nam. Rõ ràng, việc thúc đẩy một nền kinh tế xanh phát triển không chỉ dừng lại ở góc độ khuyến khích, đưa ra các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, mà chính phủ cần mang đến những lợi ích thực tiễn đối với người tiêu dùng khi họ lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ xuất phát từ những công ty, doanh nghiệp đã tham gia nền kinh tế xanh. Nhận thức rõ vấn đề này, cộng đồng doanh nghiệp xác định là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Việc thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo phát triển bền vững.